Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với phần cụm động từ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba cái cụm động từ đầu tiên ở trong sách, đó là cụm động từ với account, với act và với agree. Ok, bạn thân mến, trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học này. Với cái chương trình về cụm động từ kéo dài trong khoảng thời gian 30 phút như này thì chúng ta sẽ thực hiện cái tác phong nhanh nhẹn khẩn trương để bắt đầu vào học nhé. Thì bạn nhớ cho cô như sau này, với cái phần về cụm động từ này, không có cách nào khác là chúng ta sẽ phải học thuộc nghĩa của các cụm động từ này, giống như học từ vựng, và chúng ta sẽ áp dụng và làm bài. Các bạn làm càng nhiều bài tập thì các bạn sẽ có cái cơ hội động điệu lại nhiều đó thì mới nhớ được. Chứ không ai có thể là học thuộc chay mà có thể nhớ ngay được nhá. Giờ bạn nhớ cái sau đó là chúng ta sẽ phải nhớ nghĩa của nó và áp dụng nhiều vào thì chúng ta mới có thể nhớ được. Đầu tiên là học thuộc nghĩa rồi phải áp dụng nhiều mới nhớ được. Thì cô sẽ có như sau này. Với cái anh là account thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái nghĩa, đó là cái nghĩa account for. Nghĩa là gì? Cô sẽ có từ account for nghĩa là gì? Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng. Và nghĩa thứ hai nó bằng với từ explain nghĩa là giải thích. Vậy thì cô sẽ có hai ví dụ, em nhớ cô như sau này. Cái phần bài tập này chính là cái phần ví dụ minh họa, đúng không ạ, cho cái phần nghĩa của cụm từ trên này. Bên cạnh cái ví dụ này ra nhá, thì cái phần nghĩa này, đúng không ạ? Cái phần bài tập này sẽ là cái phần mà bổ trợ thêm cho cái phần, nói chung là tạo ra những cái tình huống cho những nghĩa ở trong bảng này. Thì cô sẽ có như sau, cô có từ reason nghĩa là gần đây, rồi cô có từ pressure nghĩa là áp lực. Vậy là cái áp lực, đúng không ạ, ở công việc, đúng không ạ, ở chỗ làm việc. Vậy cô dịch là những cái áp lực gần đây ở chốn công sở, đúng không ạ? Có thể giải thích cho cái gì ạ? Cô có từ trends nghĩa là lạ, cô có từ behavior nghĩa là hành vi. Vậy dịch cả câu này như sau. Dịch là những cái áp lực gần đây ở chỗ làm việc, đúng không ạ? Có thể giải thích được, đúng không ạ? Tại sao cái hành vi của anh ta lại lạ như vậy? Vậy thì ở cái ngữ cảnh câu này, cô sẽ cần một từ với nghĩa là giải thích. Ok. Thì cô có như sau, cô có cụm từ come in for nghĩa là chuốc lấy, nhận lấy. Vậy thì cô sẽ không chọn ý D. Chứ ý C cô có từ ask for nghĩa là gì? Nghĩa là xin, đúng không ạ? Nghĩa là hỏi, nghĩa là yêu cầu. Vậy thì cô sẽ không chọn. Chứ cô có từ look for nghĩa là tìm kiếm, cô cũng không chọn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 1 là ý B với từ account for. Rồi cô sẽ có từ account for của chúng ta nghĩa là giải thích. Trong ngữ cảnh câu này nó sẽ dùng với nghĩa là giải thích. Nó có hai nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng hoặc là giải thích, thì ở ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng nó với nghĩa là giải thích. Xong câu số 1, chuyện cô sang câu số 2. Với câu số 2 cô sẽ có như sau này. Với câu số 2 cô sẽ có cái từ đó từ high tech. Ok, nghĩa là công nghệ cao, đúng không ạ? Cô có từ companies nghĩa là công ty. Vậy là những cái công ty công nghệ cao đấy thì làm sao 32% này. Vậy thì cô sẽ thấy được là cô sẽ cần cái từ với nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm. Những cái công ty công nghệ cao đấy chiếm 32% trong tổng giá trị. Nếu cô có từ total nghĩa là tổng, value là giá trị. Giá trị về payroll nghĩa bảng lương của cái lĩnh vực đó. Cô có với cụm từ going for nghĩa là chuốc lấy. Sau đấy cô có cụm từ going for nghĩa là say mê, đam mê. Vậy thì cô sẽ không dùng going for ở đây. Cô có từ ask for nghĩa là xin, nghĩa là yêu cầu, đòi hỏi, cô không chọn. Cô có từ look for nghĩa là tìm kiếm, không chọn. Vậy cô sẽ chọn ý D với từ account for nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm. Trong ngữ cảnh câu này thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm nhá. Rồi xong cái cụm động từ account, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang cái cụm động từ là cụm từ act. Chúng ta sẽ có như sau này. Cô có đầu tiên thì với cái phần cụm động từ này bạn sẽ điểm qua nghĩa cho cô trước khi vào bài nhé. Cô sẽ có cụm từ là act out something nghĩa là gì đây ạ? Nghĩa là làm một cái công việc cụ thể nào đó, hoặc là có tác dụng, có vai trò nhất định nào đấy, có hai nghĩa. Tiếp này cô sẽ có cụm từ là act for somebody something nghĩa là gì? Đại diện cho ai hoặc đại diện cho cái gì. Thế này cô sẽ có cụm từ tiếp theo của chúng ta này. Cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ act on hoặc là upon something nghĩa là gì? Làm việc gì theo chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Cô cụm từ là act out nghĩa là cư xử tệ, nghĩa là phá đám, nghĩa là không hoạt động tốt, hai nghĩa, đúng không? Thế là cô sẽ có cái anh là act. Cô sẽ có anh là act out nghĩa là gì? Nghĩa là quấy nhiễu. Theo nghĩa anh của nó sẽ là gì đấy? Là cư xử một cách rất là tệ bạc bởi vì cư xử rất là tệ bởi vì cảm thấy không vui vẻ, tâm trạng không tốt. Cô sẽ có cụm từ là act something out nghĩa là đóng kịch. Ngoài nghĩa ra nó nghĩa là bộc lộ cảm xúc, thường là thể hiện ra cái cảm xúc thường rất là tiêu cực. Vậy bạn sẽ làm cho cô từ câu số 3 tới câu số 11. Nhờ từ câu số 3 câu 11 thì cô sẽ có như sau này. Nó cứ có là my son, con trai của tôi, đúng không? He always luôn làm vợ so happy at home. Trời, con trai của tôi rất là vui vẻ ở nhà. Vì vậy mà tôi không thể hiểu được tại sao nó lại đột nhiên, đúng không ạ? Đột nhiên làm sao? Đột nhiên có những cái hành vi rất là tệ, đúng không ạ? Ở trường. Vậy thì cái hành vi tệ ở trường là do cái tâm tính không vui nhá. Thì cô sẽ nghĩ trường hợp sau này. Chờ cô sẽ có cái trường hợp người ta dùng, đó là dùng act out nhá. Cô sẽ có dùng là act out, nghĩa là gì đấy? Cư xử rất là tệ bởi vì không vui vẻ. Vậy đến dịch rồi, ở nhà thì nó rất là vui vẻ, vì vậy mà tôi không thể hiểu tại sao là đột nhiên nó lại quấy nhiễu, đúng không ạ? Nó có những cái hành vi gọi là những cái hành vi rất là ngang ngược, đúng không ạ? Những cái hành vi rất là hư, nó hành động rất là, tôi không hiểu tại sao tự nhiên nó lại quấy nhiễu ở trường. Vậy thì cô sẽ dùng cái từ sau này. Chờ cô sẽ dùng từ cụm cái động từ acting out nhá. Chờ bạn nhớ cô như sau, ở đây người ta dùng be cộng với verb in này, không dịch là nó đang. Giờ cô sẽ có như sau, ở đây người ta là nếu diễn tả thói quen thì nó sẽ dùng hiện tại đơn. Nhớ diễn tả thói quen này. Thói quen đó là sao? Nó luôn rất là vui vẻ ở nhà. Thế còn thay đổi của thói quen thì người ta dùng hiện tại tiếp diễn. Được không ạ? Rồi xong câu số 3, chuyển cô sang câu số 4. Chờ với câu số 4 chúng ta sẽ có từ Abraham. Abraham, nhớ chúng ta sẽ có Abraham là tên của một danh từ chỉ tên riêng. Rồi cô có cái cụm động từ là be able to, có thể. Nhớ Abraham có thể làm sao đấy? Đóng vai trò là interpreter. Cứ có từ interpreter của chúng ta nghĩa là gì? Là thông ngôn, đúng không ạ? Và là một gì nữa? Giờ cô sẽ có từ là từ interlocutor, yeah, for our group. Vậy cô sẽ như sau, cái anh này có thể đóng vai trò là người thông ngôn, đúng không ạ? Cũng là người đại diện cho chúng ta ở trong, là cái người mà có thể là đại diện để mà có thể đi phát biểu, đúng không ạ? Đi đàm phán, yeah, ở trong nhóm của chúng ta, cho nhóm của chúng ta. Vậy thì với câu này dịch là Abraham có thể là người, vậy là có thể làm cái công việc gì đó. Thì cô sẽ có như sau này. Dạ, chúng ta có cái cụm từ, đó là cái cụm từ act out. Dạ, với cụm từ act out của chúng ta nghĩa là gì? Với cụm từ là act out, nghĩa là làm một công việc cụ thể nào đó. Vậy trong cái ngữ cảnh cô này, cô tưởng là cái anh này có thể làm cái công việc là thông ngôn kia. Đó không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là ý D. Dạ, sau câu số 4, chuyện cô sang câu số 5. Dạ, câu số 7, don't act the aggression. Nhưng cô có từ aggression nghĩa là gì? Cái thái độ hung hăng của bạn, đúng không ạ? Với tôi, she cried, cô ta kêu lên. Trở về với cái câu số 5 của chúng ta, cô sẽ dùng từ act gì bây giờ? Chờ cô có từ act đi với giới từ upon, nghĩa là gì đấy? Chờ cô sẽ có từ act on hoặc là upon sẵn thì nghĩa là gì? Làm việc gì theo, chỉ dẫn theo lời khuyên của ai đó. Vậy thì cô sẽ không dùng ý A được, đúng không ạ? Thế này cô sẽ có ý B của chúng ta với từ act đi với giới từ out, nghĩa là gì? Rồi cô sẽ có cái từ act out của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là quấy nhiễu ai đó, được chưa? Ngoài nghĩa là cái quấy nhiễu ai đó thì bạn sẽ dịch cô này. Rồi nó sẽ có một nghĩa là bộc lộ cái cảm xúc thường là tiêu cực. Nhờ thì với cái câu này cô dịch là đừng có, đúng không ạ? Đừng có cái tỏ cái thái độ mà gọi là gì? Hung hăng với tôi, đúng không ạ? Thế thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 5 của chúng ta là ý B. Nhờ đừng có tỏ cái thái độ sắc sược hung hãn với tôi nhá. Thế cô sẽ có tại sao mình không dùng ý C? Chờ ý C cô có từ act đi với giới từ for nghĩa là gì? Nghĩa là đại diện cho ai, đại diện cho cái gì. Nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu này, được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có từ act out nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có cụm từ là act out nghĩa là cư xử tệ, nghĩa là phá đám, nghĩa là hoạt động không tốt. Vậy thì với câu này của chúng ta cô sẽ không chọn ý D được trong theo ngữ cảnh câu này. Sau câu số 5 triệu cô sang câu số 6. Some people, một số người nói rằng, đúng không ạ? Cô có từ capital. Trong trường hợp này nó sẽ không dịch là thủ đô đâu ạ. Giờ cô sẽ có cả cụm từ đó, cụm từ capital nhớ ghép với từ punishment nghĩa là gì đấy? Nghĩa là cái án tử hình đấy, đúng không ạ? Thế cô sẽ có như sau, một số người nói rằng là án tử hình đấy nhớ có thể có cái tác dụng đóng vai trò là deterrent. Giờ cô sẽ có từ deterrent của chúng ta có nghĩa là gì? Giờ cô có từ deterrent của chúng ta có nghĩa là có sức răn đe, có tính chất răn đe nhớ. Dịch là một số người thì nói rằng là cái án tử hình đó, cái hình phạt tử hình đó thì có thể sẽ có đủ sức răn đe. Đó bạn dịch như vậy nhé. Vậy thì với cái câu này của chúng ta viết dịch nó với nghĩa là có vai trò là, đúng không ạ? Có đủ sức là răn đe. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ chọn được một cho cô cái từ là gì đấy ạ? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có như sau này. Trên cái cơ sở là chúng ta xác định được nghĩa của nó như vậy, đúng không ạ? Trên cái cơ sở là xác định được nghĩa như vậy, cô sẽ có như sau. Cô bắt đầu cô xác định từng cụm động từ một. Chờ ý là cô với từ act for nghĩa là gì? Chờ cô có cụm động từ act for của chúng ta nghĩa là đại diện cho. Vậy thì cô sẽ không dùng từ act for ở đây được nhé. Vậy thì cô sẽ bỏ đáp án ý A. Giờ cô sẽ có như sau này. Giờ cô sẽ có ý B của chúng ta với từ act on nghĩa là gì? Giờ ý B cô sẽ có từ act on của chúng ta có nghĩa là gì đây ạ? Nghĩa là làm việc theo cái chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Vậy thì cô sẽ không chọn ý B được nhá. Ý C của cô với từ đó là từ act out nghĩa là gì đấy ạ? Giờ với từ act out của chúng ta nghĩa là gì đấy? Làm công việc thụ để, làm cái công việc cụ thể nào đó. Ngoài nghĩa nó ra nó nghĩa là có tác dụng, có vai trò nhất định. Thì ở trong cái ngữ cảnh câu này chúng ta thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là có vai trò, đúng không ạ? Thì cô sẽ chọn được đáp án của cô ấy là ý C. Một số người nói rằng là án tử hình thì có tác dụng, đúng không ạ? Là làm sao đấy? Là một deterrent. Là một deterrent nghĩa là gì? Có tính chất răn đe nhá. Thế cô sẽ có ý D của chúng ta là sao? Ý D có từ acting out nghĩa là gì? Chứ cô có từ acting out của chúng ta nghĩa là quấy nhiễu, nghĩa là đóng kịch, nghĩa là bộc lộ cảm xúc. Vậy thì cô sẽ không chọn ý D được. Chợ xong câu số 6, chuyện cô sang câu số 7. Chợ câu số 7 cô sẽ có như sau là she was authorized. Và cô sẽ có từ authorized của chúng ta nghĩa là gì? Được ủy quyền, đúng không ạ? Bởi gì ạ? Bởi commission. Cô có từ commission nghĩa là ủy ban. Bây giờ là ủy ban đã bổ nhiệm cô ấy để mà đóng vai trò làm sao? Thay mặt cho họ. Nhờ cô sẽ có như sau, cô có ý A với từ act đi với giới từ out nghĩa là gì? Nghĩa là quấy nhiễu, nghĩa là đóng kịch, nghĩa là biểu lộ cảm xúc. Vậy thì cô sẽ không dùng ý A. Chờ ý B cô có từ act on nghĩa là gì? Chờ cô có từ act on của chúng ta bằng với act on bằng với act upon, làm việc theo chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Vậy thì cô sẽ không dùng ý B. Chờ ý C cô có từ act đi với giới từ for nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có từ sau này. Nhờ cô sẽ có cái từ đó là từ act for nghĩa là gì đấy ạ? Chờ nghĩa là đại diện cho ai, đại diện cho cái gì nhá. Thế này cô sẽ có như sau này. Từ từ nhá, với cái câu này của chúng ta cô sẽ có như sau. Cô có ý cô sẽ có ý C của cô với từ act for nghĩa là gì? Chờ nghĩa là đại diện cho ai, đại diện cho cái gì. Nhưng mà cô lại có cái từ behalf là thay mặt thì cũng là đại diện rồi. Thì cô sẽ không dùng cái cụm từ là act for đi với in behalf. Nên cô sẽ không chọn ý C. Thì cô sẽ xét lại cô có ý D là sao ạ? Chờ ý D cô có từ act nghĩa là gì? Làm công việc cụ thể nào đó. Nghĩa là có tác dụng, có vai trò nhất định. Vậy thì cô sẽ không dùng ý D được. Vậy thì cô sẽ xét lại xem hai cái ý kia mà cô vừa bỏ này. Chờ cô sẽ có ý B của cô với từ đó là từ act. Nhờ cô sẽ có từ act đi với giới từ on nghĩa là làm việc theo chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Vậy thì với cái câu này cô dịch là cô ấy được ủy, đúng không? Dịch là cô ấy được bổ nhiệm, đúng không? Cô ấy được ủy nhiệm bởi ủy ban để mà gì ạ? Để mà làm những cái việc mà theo như cái. Chờ cô sẽ có cả cụm từ đó, cụm từ act on its behalf nghĩa là tức là làm theo cái chỉ dẫn, đúng không? Làm theo cái chỉ thị. Chờ làm theo cái những cái đường lối của cái ủy ban đó. Vậy thì với câu số 7 này cô sẽ chọn được đáp án là ý B. Chờ xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8 cô có như sau: there are few. Chờ cô sẽ có từ there are few. Chờ cô sẽ có như sau từ a few khác gì so với từ few. Chờ cô sẽ có từ few là một vài. Sau đấy cô có từ a few là một vài, một ít, một chút, dùng cho danh từ đếm được. Chờ cô có từ few là hầu như không. Rồi cô sẽ có là there are few exception. Chờ cô có cái từ đó là từ exception nghĩa là gì? Ngoại lệ. Vậy cô dịch là hầu như không có cái ngoại lệ nào cho cái quy định đó là gì đấy. Cô có từ mới tiếp theo là từ cô sẽ có từ đó là từ solicitor. Rồi cô sẽ có từ solicitor của chúng ta nghĩa là gì đấy ạ? Cô có từ solicitor nghĩa là luật sư. Luật sư có thể, đúng không ạ? Có thể làm sao đây ạ? Cô có từ sau ấy, cô có từ seller là người bán, cô có từ buyer là người mua. Vậy với câu này cô bắt đầu cô sẽ xét từng anh một nhá. Đầu tiên cô sẽ căn cứ bằng từ act đi với giới từ out nghĩa là gì? Nghĩa là quấy nhiễu, nghĩa là đóng kịch, nghĩa là bộc lộ cảm xúc, thường là tiêu cực. Vậy thì cô sẽ không dùng ý A. Thế này cô có ý B với từ act đi với giới từ on nghĩa là gì? Cô sẽ có cụm đó là cụm từ act. Act đi với giới từ on nghĩa là việc theo lời chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Vậy thì cô sẽ không dùng ý B. Ý C cô có từ act đi với giới từ for nghĩa là gì? Cô sẽ có từ act đi với giới từ for nghĩa là đại diện cho ai. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau, dịch là hầu như không có cái ngoại lệ nào cho cái quy định rằng, đúng không ạ? Đó là sao? Luật sư không thể vừa đại diện cho người mua mà lại vừa đại diện cho người bán. Vậy thì với câu số 8 này cô chọn được đáp án là ý C. Ý D của cô với từ act đi với giới từ off nghĩa là gì? Cô sẽ có cái anh đó là anh act đi với giới từ off nghĩa là làm một công việc cụ thể, nghĩa là có tác dụng, có vai trò nhất định. Vậy thì với câu số 8 này cô chọn được ý C. Sau câu 8 chuyện cô sang câu số 9. Câu số 9 thì cô sẽ có là there has been concerns. Cô sẽ có từ concerns có những cái mối quan ngại, đúng không ạ? Có những cái mối quan tâm, đã có những mối quan tâm. Cô có từ là as to something. Trở với cụm từ là as to something bằng với từ about something, về cái gì, đúng không ạ? Vậy gì là có những cái mối quan ngại, đúng không ạ? Có những mối quan tâm về cái việc là tại sao bọn hội đồng đó, đúng không ạ? Không làm sao đấy, không theo như cái recommended. Giờ cô sẽ có từ recommended parents. Nhớ cô có từ parents của chúng ta nghĩa là gì đấy? Giờ cô sẽ có cả cái cụm từ là cụm từ recommended parents của chúng ta nghĩa là cái việc tăng lương theo cái khuyến nghị, theo đề xuất. Vậy với câu dịch là đã có những cái mối quan tâm về việc tại sao hội đồng quản trị, đúng không ạ? Cô có từ bộ viết hoa như này, hội đồng quản trị lại không thực hiện cái việc tăng lương theo khuyến nghị. Thì cô sẽ có như sau, cô có cái từ act đi với giới từ là out nghĩa là gì. Giờ cô sẽ có cái cụm từ sau là cụm từ act. Giờ với cụm từ act đi với giới từ out nghĩa là quấy nhiễu, ok, nghĩa là đóng kịch, nghĩa là bộc lộ cảm xúc thường là tiêu cực. Vậy thì cô sẽ không dùng ý A. Chờ ý B của cô với từ act đi với giới từ là on nghĩa là gì. Chờ cô sẽ cụm từ là act on hoặc là upon nghĩa là làm việc theo chỉ dẫn, theo lời khuyên của ai đó. Trở về thì cô sẽ chọn được đáp án là ý B. Đó ạ. Giờ sẽ là làm việc theo cái chỉ thị là tăng lương. Đó ạ, theo cái quyết định tăng lương. Thế cô sẽ có ý C của cô với từ act đi với giới từ là for. Về cơ bản thì chúng ta cứ động nghiệm lại mấy cái này là chúng ta sẽ nhớ được thôi mà nhá. Cô sẽ có từ act đi với giới từ for nghĩa là đại diện cho ai, cho cái gì. Vậy thì cô sẽ không dùng for ở đây nhá. Cô có từ act đi với giới từ là us nghĩa là gì đây? Chuyện nó có hai nghĩa nhá. Nghĩa thứ nhất đó là làm một cái công việc nào đó nhá, hoặc là có tác dụng, có vai trò nhất định. Vậy thì với câu này cô cũng sẽ không chọn ý D được. Do đó câu 9 cô chọn được ý B. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Với câu số 10 chúng ta sẽ có như sau, chú ý cô bằng từ sau rất quan trọng là từ negative. Giờ cô sẽ có từ negative nghĩa là tiêu cực, cô có từ feelings nghĩa là cảm xúc. Vậy là những cái cảm xúc tiêu cực của trẻ thường bộc lộ, đúng không? Ở những cái dạng làm sao này, những cái hành vi xấu. Cô có từ behavior là hành vi. Vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là bộc lộ cảm xúc. Giờ cô có từ act out nghĩa là đóng vai trò, có tác dụng, nghĩa là làm công việc gì. Vậy cô sẽ không chọn ý D. Chờ ý C của cô với từ act out nghĩa là gì đây ạ? Chờ cô sẽ có từ act out của chúng ta nghĩa là cư xử tệ, nghĩa là phá đám, nghĩa là không hoạt động tốt. Nhưng ở đây cô sẽ có như sau, cô có nghĩa là cái cảm xúc tiêu cực này thì cô sẽ có như sau, thường bộc lộ ra rồi, nghĩa là bộc lộ cái cảm xúc thường là tiêu cực. Căn cứ bằng nghĩa này thì cô sẽ dùng được cái anh đó là anh act, anh act out. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 10 là ý A. Sau câu số 10 chuyển cô sang câu số 11. Trở với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau, những đứa trẻ đó đang làm sao? Đang cái story, cái câu chuyện về việc làm sao? Birth là sự ra đời của reason, của Chúa. Vậy thì cô sẽ có như sau, những đứa trẻ đang đóng cái vở kịch, đúng không ạ? Là sao? Chúa Giáng sinh như nào? Để trợ cái việc Chúa những cái đứa trẻ nó đang đóng cái vở kịch Chúa Giáng sinh. Thì cô sẽ có như sau, cô có ý D của chúng ta với từ act đi với us nghĩa là làm công việc cụ thể nào đó, làm nghề gì ấy, và là có tác dụng, có vai trò. Vậy cô sẽ không dùng. Chờ cô sẽ có từ act đi với giới từ for đại diện cho ai, cho cái gì, không dùng nhá. Thế cô sẽ có từ act đi với giới từ là on nghĩa là làm việc theo chỉ thị, theo chỉ dẫn, nên cô không chọn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 11 là ý A. Chờ ý A cô sẽ có cái anh sau đó là cái anh act đi với giới từ out nghĩa là đóng kịch. Vậy bạn sẽ thấy rằng là những cái câu trong cái bài tập mà cô đưa ra ấy, là có ý của cô cả. Mỗi một câu nó sẽ đại diện cho một cái khía cạnh của cái nghĩa ở trong cái phần này. Đó, chưa? Nên là khi em học thì em sẽ học cả cái bảng này, học cả cái câu này nữa, và cố gắng hiểu được cả nghĩa của cái câu đó nữa, để chúng ta sẽ hiểu xem là cái tình huống của nó từ ấy được sử dụng như nào nhá. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang phần sau của chúng ta này. Chờ cô sẽ có với phần cụm từ thứ 3 là cụm từ agree. Trở với cụm từ agree thì cô sẽ có như sau này. Cô có cụm từ agree on hoặc là upon something nghĩa là đồng ý sau khi thỏa thuận, đồng ý sau khi thảo luận, và nó có nghĩa là có cùng ý kiến với người khác. Chờ cô cụm từ là agree to something nghĩa là chấp nhận điều gì đó. Chờ cụm từ agree with something nghĩa là tán thành cái gì đó xét về góc độ đạo đức, hoặc là có lợi cho sức khỏe của ai. Chờ tiếp theo cô có cụm từ là agree with somebody about hoặc là on something, đồng tình với ai về vấn đề gì. Chờ cô cụm từ là agree to something, đồng ý làm gì. Thì với cái câu số 10 với cái câu số 12 này, nhờ cô sẽ có như sau. Đầu tiên em muốn làm được thì em bắt buộc em phải dịch được câu. Đúng không? Thế là em muốn dịch được câu thì em phải biết nghĩa từ vựng, em phải biết là từ vựng và cấu trúc của câu đó. Đầu tiên cô sẽ phân tích bằng từ vựng trước. Chờ cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc be likely to do something. Chờ cấu trúc là be likely to do something, nhớ có khả năng làm gì. Nhớ có khả năng là sẽ xảy ra việc gì. Nhớ cấu trúc là be likely to something, có khả năng làm gì. Bây giờ cô sẽ có là cấu trúc là be unlikely to do something, không có khả năng. Về dịch là họ không có khả năng là sao đấy? Dịch họ có khả năng là không đồng ý với cái đề, cái kế hoạch, nhớ ơn là trừ khi cost, chi phí reduce, giảm xuống. Vậy thì với câu dịch là họ có khả năng sẽ không đồng tình với cái kế hoạch đó. Thì với câu này cô sẽ cần một từ nghĩa là đồng ý theo nhá. Thì cô sẽ bắt đầu xét này. Cô có cái anh là agree đi với giới từ là about. Ok. Thì cô sẽ có cái cấu trúc là agree with somebody about nhá. Nghĩa là đồng ý với ai về cái gì cơ. Vậy thì cô sẽ không dùng about ở đây. Chờ cô có agree with nghĩa là gì? Chờ cô sẽ có như rồi agree with something nghĩa là tán thành cái gì xét về góc độ đạo đức. Vậy thì cô sẽ không dùng agree with ở đây được. Chờ cô có từ agree on nghĩa là gì? Chờ cô có từ agree on nghĩa là đồng ý sau khi thỏa thuận nhá. Đồng ý sau khi thảo luận nhá. Thế là cô sẽ có agree on là đồng ý sau thảo luận nhá, hoặc là có cùng ý kiến với người khác. Vậy thì với cái câu này cô không thấy nó có thể hiện là được có được cùng ý kiến với người khác. Chờ cô cũng không thấy có cái ngữ cảnh là thảo luận. Vậy thì cô sẽ không dùng. Từ đó cô sẽ chọn được ý A. Chờ ý là cô với cái cấu trúc đó là cái cấu trúc agree to something, nghĩa là chấp thuận điều gì đó. Vậy gì là có khả năng họ sẽ không chấp thuận cái kế hoạch đó trừ khi là cái chi phí sẽ được giảm xuống. Xong câu số 12, chuyển cô sang câu số 13 của chúng ta. Chờ với câu số 13 cô có như sau là after discussion. Rồi cô sẽ có từ discussion nghĩa là thảo luận. Chứ sau khi thảo luận thì tất cả chúng tôi đều đồng ý với cái point, cái quan điểm đó, gọi cái luận điểm đó. Thì chú ý cô đây sẽ chính là ngữ cảnh này. Ngữ cảnh cô sẽ có là after discussion. Thì sau thảo luận. Vậy thì cô sẽ có một cái ngữ cảnh đó là đồng ý sau thỏa thuận, sau thảo luận. Thì cô sẽ dùng cái dạng là agree on hoặc là upon. Thì cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 13 của chúng ta là ý B. Sau câu số 13 chuyển cô sang câu số 14. Trở với câu số 14 thì cô sẽ có cái anh như sau. Trở với cái câu số 14 cô sẽ có như sau này. Trở với câu số 14 cô sẽ có là in settling. Cô có từ settling nghĩa là giải quyết. Giải quyết cái gì đấy? Cô có từ do từ dispute nghĩa là tranh chấp. Dispute, tranh chấp. Trong cái việc giải quyết tranh chấp đấy thì anh ấy đồng ý là trả 60.000 đô tiền bồi thường. Cô cụm từ là in damage. Trở với cụm từ là in damage nghĩa là bồi thường. Nghĩa gì cả trong cái vụ khi mà giải quyết tranh chấp đấy anh ta đồng ý đúng không ạ? Trả 60.000 đô tiền bồi thường. Thế cô sẽ có như sau này. Ở đây 4 đáp án của cô cái từ pay là động từ. Thì cô sẽ nhớ cấu trúc là agree to do something, đồng ý làm gì. Thì cô sẽ chọn được 14 của chúng ta là ý A. Chợ xong câu số 14 chuyện cô sang câu số 15. Chợ với câu số 15 cô sẽ có cụm từ rồi. Cô cụm từ là in general nghĩa là nhìn chung là. Chợ nó sẽ bằng với cụm từ là on the whole. Nhìn chung là. Ok. Thế cô sẽ có như sau on the whole, mặc dù đúng không? We like, chúng tôi thích cái kế hoạch của anh ta. Nhìn chung là chúng tôi, mặc dù là nhìn chung là chúng tôi thích cái kế hoạch của anh ta, nhưng mà chúng tôi không đồng ý với anh ấy về mọi vấn đề. Thì cô có every cộng với danh từ số ít, issue là vấn đề. Thì với cái câu này cô sẽ có như sau này, nó có 2 chỗ trống đúng không? Thì cô sẽ có là chúng ta sẽ phải dùng cái cụm động từ đó là agree, đồng ý với ai về vấn đề gì đó. Thì cô sẽ có như sau. Chờ cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ agree. Trợ cụm từ agree with somebody about hoặc là on something, đồng tình với ai về vấn đề gì. Vậy thì cô sẽ điền được ở đây của chúng ta đó là agree with. Trợ with đúng không ạ? Rồi sau đó nếu mà with thì cô sẽ bỏ đó là đáp án ý A, bỏ đáp án ý C. Cô chỉ còn B và D thôi. Còn B và D nhá. Thì cô sẽ có như sau cấu trúc là agree with somebody on hoặc about something. Vậy thì cô sẽ chọn được 15 là ý B. Trợ xong câu 15 chuyển cô sang câu 16. Chờ câu 16 gì là tôi không đồng tình với cái việc mà hitting. Cô có hitting children, đánh đập trẻ con như là một cái việc làm sao để punishment, trừng phạt, phạt. Tôi không đồng tình với việc làm sao để phạt trẻ con bằng cách đánh đập. Vậy thì cô sẽ cần một từ nghĩa là đồng tình với. Cô có như sau này agree to nghĩa là gì? Cô có từ agree to nghĩa là chấp nhận điều gì đó. Cô sẽ có agree with something nghĩa là gì? Tán thành cái gì đó về xét về góc độ đạo đức. Vậy thì cái việc mà phạt bằng đánh đập đấy là xét về mức độ về gọi là cái đồng tình này là thể hiện về góc độ đạo đức thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là đồng tình đúng không ạ? Tán thành xét về góc độ đạo đức thì cô sẽ dùng là agree with. Ok. Thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 16 sẽ là ý C. Sau câu 16 chuyện cô sang câu số 17 của chúng ta. Với cái câu số 17 chúng ta sẽ có như sau này. Với câu 17 cô sẽ có là too much. Cô sẽ có too much. So much của chúng ta cộng với danh từ số ít. So much của chúng ta cộng với danh từ không đếm được nhá. Thế còn so many cộng danh từ số nhiều. Cô có từ meat là thịt, danh từ không đếm được. Thì với câu là dịch là quá nhiều thịt thì không tốt cho tôi. Tốt tại đây sẽ là tốt về mặt sức khỏe. Cô sẽ có như sau, cô có cái anh là agree với giới từ là about nghĩa là gì. Cô sẽ có như sau này, trong cái cụm này cô sẽ có là agree with somebody about something. Vậy thì cô sẽ không dùng ở đây được. Nên cô sẽ không chọn ý A. Tiếp này cô có ý B thì sao? Ý B cô sẽ xét xem là cái anh agree with thì sao. Chờ cô sẽ có cái cấu trúc là agree with something, nghĩa là tán thành cái gì, về xét về góc độ đạo đức. Chờ ở đây cô sẽ có như sau này. Ở đây cô sẽ căn cứ bằng cái từ đó là từ me là tôi, đúng không ạ? Vậy nếu mà với cái từ me là tôi của chúng ta này thì cô sẽ xét với trường hợp đó là agree. Chờ xét trường hợp là agree with somebody. Điều đó nghĩa là gì đấy? Nghĩa là có lợi cho sức khỏe của, phải chưa? Vậy thì ở đây cô sẽ có như sau này. Dịch là ăn quá nhiều thịt thì không có lợi cho sức khỏe của tôi. Thì cô sẽ dùng được câu này của chúng ta sẽ dùng với with. Ok, 17 cô dùng with. Chờ cô có agree to nghĩa là gì? Chờ agree to của chúng ta nghĩa là chấp nhận điều gì đó, được chưa? Thế còn cô có agree on nghĩa là gì? Chờ cô có từ agree on hoặc là upon nghĩa là đồng ý sau khi thảo luận, hoặc là có cùng ý kiến với ai đó. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý B em nhé. Ok các bạn thân mến, vậy là trong thời gian là 26 phút, cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn được 3 cái cụm động từ rất là nhẹ nhàng, nhờ 3 cụm động từ đầu tiên trong cuốn sách này. Đấy chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ sớm hơn một xíu so với mọi các hôm khác. Chợ bởi vì nếu như cô chữa sang cái cụm động từ act thì nó lại kéo dài quá 30 phút. Mà cái chương trình buổi trưa cô hỗ trợ các bạn chỉ là duy trì trong thời gian là khoảng 30 phút đổ lại, để các bạn có thời gian là nghỉ ngơi, nhớ ăn trưa và nghỉ ngơi. Vì vậy mà cô sẽ tạm dừng phần bài của chúng ta ở đây. Chợ hẹn gặp lại các bạn vào thứ Hai tuần sau. Chợ thứ Hai hàng tuần cô sẽ hỗ trợ cái chương trình cụm động từ này. Nhờ thì thứ Hai tuần sau cô sẽ chữa tiếp từ cái cụm động từ ask, chữa đi nhá. Ở chợ về cơ bản thì những cái cụm động từ lớn trong cuốn sách này cô đã chữa rồi. Vì bây giờ cô sẽ chữa từ đầu đến cuối sách. Nhờ cứ cái phần gì chưa chữa thì chúng ta sẽ chữa. Nên là những bạn nào mà có cái cuốn sách này thì bạn đọc trước cái phần cụm động từ này giúp cô nhé. Tạm biệt các bạn.